Rồi, chào buổi sáng tất cả cô chú anh chị em mình nha. Lại là em Tân đây. Hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 9 anh em ơi. Đó, đặc biệt hôm nay lễ Quốc khánh 29 ha. Anh em mua xe bên em giảm liền 500k cho anh em mình ha. Giảm liền 500k cho anh em tất cả anh em đến mua xe ha. Đó. Suzuki Sachia nè, Suzuki Sibo Sachia ha. Con này là 19 triệu anh em. Đó, Suzuki Sibo Sachia 19 triệu Việt Nam đồng. Anh em ghé mua giảm cho anh em mình 500k ha. Con này là Suzuki Sibo 22 triệu, xe dọn mới nguyên con em ơi. Đó, 22 triệu xe dọn mới nguyên con ha. Xe là máy im cực kỳ anh em, lồng lửa 120 6 số ha. Xe đẹp tiền lạc ha, rất chừng nổ máy anh em. Đó. Con nào vậy ha, rất chừng nổ máy ha, xe là bao mạnh bốc ha. Đó. Biển số 3979 luôn ha. Đó. Suzuki Sibo 22 triệu Việt Nam đồng, anh em mua ghé có bớt cho anh em mình luôn ha. Đó, rồi con xe kia này 19 triệu ha, biển số 60 ha. Con này mấy con này là chạy cà phê chơi anh em, không có nguồn ha. Đó, bật phá rất chừng nổ máy, con nào cũng vậy anh em. Đó, em mình rất chừng là nổ máy ha. Xe nhảy cực kỳ luôn ha, bánh mâm hai đĩa luôn ha. Xe kia bánh mâm hai đĩa 19 triệu Việt Nam đồng ha. Xe mất nguồn ha, cho anh em mình chơi chạy cà phê chơi ha. Đó, đó, xe mất nguồn ha. Xe mất nguồn cho anh em mình ở đây nè anh ơi. Xe mất nguồn ha, cho anh em mình cà phê chơi ha. 19 triệu Việt Nam đồng, xe bao liền lạc im. Máy im ru anh em, chạy bốc ha, 6 số luôn ha. Đó, xe thì bên em còn rất là nhiều, mấy cúp đời mới dọn kiển nè. Đó, cúp 81 mới vừa thu của khách nè, chưa kịp dọn luôn nè. Xe đặc biệt là máy im ha, sườn bọng mới thay luôn ha. Lộn, xin lỗi, mới làm đồng nha. Đó, phuộc giò gà về ghi vẫn còn nè, cái cũ á, là người ta lên phuộc á, nhưng mà gấp giò gà phuộc và vẫn còn ha. Biển số này ha, đó, con này em bán cho anh em mình 5,2 triệu ha, 5,2 triệu nha. Đó, con này 5,2 triệu anh em mình chơi được chơi ha. Đó, rồi con này là cúp 81, biển số thành phố ha. Xe làm đồng mới làm đồng luôn nha, bánh là bánh Alpha luôn nha, máy đúng máy 81 anh em, nguyên máy 81 luôn ha. 5,2 triệu ha, anh em chơi được chơi ha. Rồi, con này là con AB đầu bò tay ga phun xăng điện tử FI ha, 8,300,000. AB đầu bò phun xăng điện tử FI ha, 8,300,000. Xe là máy móc bao zin anh em, liền lạc ha. Xe máy móc bao zin liền lạc cho anh em mình chơi ha. Đó, máy móc bao zin liền lạc luôn, 8,300,000. 19 triệu. Đó, xe thì bên em có rất nhiều, ông anh hỏi qua Lâm nha anh em, báo giá nha. Đó, xe thì bên em có rất nhiều đủ các loại, các mẫu xe cho anh em mình lựa, anh em tham khảo nha. Quay game SVM, Honda, Suzuki, Yamaha gì đầy đủ ha. Tay ga thì mới cũng có đủ ha. Nogo, Luviad, Cup 70, City, DH88, Future, Wayot, Venfa, Uminter, tay ga, quét 3, nô 4, nô 5 gì có hết anh em. Quên pha lốc đen, lốc trắng gì có luôn ha. Còn đủ loại xe trong nhà rất là nhiều ha. Chứ mấy con tay ga đó 11 triệu rưỡi đó. Dưới tay ga thì cũng còn rất nhiều xe máy điện, xe đạp điện luôn nha anh em. Rồi, anh em quan tâm liên hệ trực tiếp số điện thoại em ha, 0346854213. Địa chỉ mới gần cầu Cây Gà, xã Long Thới, huyện Gia Lách, tỉnh Bến Tre đó. Anh em coi xe nào được thì alo em ha. Đó, địa chỉ ha, cầu Cái Gà, anh em mà Bến Tre đi lên đó là qua cầu Gà bên phải tới em liền ha. Đó, gần cái quán phở húp nè anh em. Anh em coi quán phở húp nè ha. Rồi, chúc anh em mình buổi sáng nghỉ lễ thật vui vẻ ha. Em có khách mua xe cái em cái gì anh em quan tâm liên hệ nha. Cảm ơn em rất nhiều, chúc anh em nghỉ lễ vui vẻ, cô chú bác gần xa mình thật nhiều sức khỏe. Anh xin chân thành cảm ơn nha, chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha.